Nam mô Bốn sư Tích ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào quý học viên chương trình sơ trung đẳng Phật học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Thưa lực quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với nội dung Di ma Cật sở thuyết. Đoạn này chúng ta đang chúng ta đang bắt kịp giáo nghĩa Bồ Tát à, Di Ma Cật đã hướng dẫn cho chúng ta à, về phương pháp quán chiếu của một vị Bồ Tát khi à, lâm phải thân bệnh và lúc đó vị Bồ Tát nên thực tập những gì thì thưa quý vị như chúng ta biết à, thế nào gọi là là Bồ Tát à, Bồ Tát nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa Bồ đề tức là giác ngộ, tác đoá tức là giác hữu tình. Hay nói cách khác, tự mình giác ngộ và giúp cho người khác giác ngộ chân lý như mình. Đây gọi là hành động sống của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát đã thành tựu chân lý này thì có một cái đời sống tỉnh thức ở trong gọi là tỉnh thức chánh niệm ở trong từng giây từng phút, từng hoàn cảnh bất cứ hoàn cảnh và giây phút nào, bồ tát luôn luôn giữ gìn chánh niệm như giữ gìn trọng mắt của mình. Cho nên giờ đây, nếu như trong hoàn cảnh mà lâm bệnh, thì một vị bồ tát nên như thế nào? Chúng ta còn nhớ lần trước đi thăm bệnh cho người ta thì nên hối những gì, nên nối những gì. Thì giờ đây nếu như chúng ta bệnh, chúng ta nên làm gì khi mình bệnh? Thưa quý vị, mời các vị lắng nghe kinh văn qua câu hỏi của văn thù sư lợi. Làm sao Bồ Tát đang bệnh chớ ngự được tâm của mình? Đây là một câu hỏi hết sức là tuyệt vời. Con người chúng ta, ai cũng có bệnh. Mỗi khi bệnh, tâm tư chúng ta hết sức là mệt mỏi. Phiền não, khổ đau, trách hờn, đủ điều. Vậy thì lúc bây giờ chúng ta nên làm gì để chế ngự tâm của mình? Chúng ta thừa biết rằng tâm chúng ta như khí truyền cây như ngựa rong đồng nội. Hỡ có duyên thì tâm phang theo như khí truyền từ cành này sang cành kia. Con ngựa thả ra ngồi đồng trống, tha hồ rong chơi, giẫm đạp lúa mạ. Thì chúng ta hiểu tâm của mình cũng vậy. Nó dễ dàng phóng thúng theo ngoại cảnh. Vì thế cho nên giữ gìn tâm của mình giống y như là là giữ gìn sáu anh chàng giặc có thể cướp mất cái gia tài thất bảo của mình do vậy cho nên khi chúng ta bệnh bốn đại nó suy kiệt thân thể bại thân thể nó nó nhức mối thì tâm của chúng ta lại càng mệt mỏi suy kiệt ở trong thân thể đó do vậy cho nên giờ đây chúng ta nên làm gì thì thưa được quý vị lúc bây giờ chúng ta thấy di ma cật nói rằng bồ tát đang bệnh nên nghĩ như thế này bệnh này đến từ những phiền não và vọng tưởng điên đảo của nhiều đời trước. Bệnh này cái bệnh mà chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta bị ngày hôm nay, tức là gì? Tức là từ đến từ phiền não và vọng tưởng điên đảo của nhiều đời trước. Có phải như vậy không thưa quý vị? Chúng ta ra đời thấy có người khỏe mạnh, có người đau yếu. Tại sao chúng ta không thọ lấy một cái thân chư thiên ở các cõi trời? Hoặc là chúng ta thọ lấy cái thân của một người khỏe mạnh, lực sĩ Mà chúng ta thọ lấy cái thân bệnh yếu đuối Tại sao như vậy? Rõ ràng quá trình hình thành thân mạng của chúng ta Là một quá trình cớ thừa, vô số nghiệp lực ở trong quá khứ Như chúng ta biết, tâm ý thức phát triển phát kiên cố trở thành một cái sức mạnh Sức mạnh kiên cố này chúng ta gọi là kiên đạt phược tức là cái quá trình kết hợp của ý thức của mạc na thức và của a lại gia thức đi đến đâu thì ba anh chàng này đến đó xây dựng cái, cái, cái nền tảng mới cho cuộc sống và nó mang hết tất cả những hạt giống đã tích lũy trong vô lượng kiếp đi theo cho nên hở gây nhân sát hại thì mang lấy thân bệnh hở gây nhân mà dối trá thì như thế nào gây nhân tà hạnh thì như thế nào mắc phải phóng túng rượu chè thì cái thân nó bị sao đó này do hạt giống đó là chúng ta đã từng gây tạo cho nên khi ra đời chúng ta chúng ta thừa hướng cái 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 duyên do tinh cha huyết mẹ và gọi là cha mẹ nhiễm tâm và trong cái hoàn cảnh cái hoàn cảnh người mẹ có thể mang thai chúng ta dựa vào hai cái điều kiện thuận lợi đó và tâm chúng ta cũng mang cái ái nhiễm đầu thai cho nên gá lên đó, thế là cái hạt giống được tưới tắm lên một môi trường và môi trường đó tạo cho hạt giống này trở thành thuận lợi phát triển lên rõ ràng đời sống của chúng ta từ vô lượng kiếp tới bây giờ so với cái tự tánh thanh tịnh thì nó tràn đầy giống tướng điên đảo thành ra mới nói rằng á nó là những phiền não là giống tướng điên đảo từ nhiều đời trước hay gọi là có thân thì có bệnh đây là cái điều tự nhiên mà thôi và ngài nói rằng chúng ta nên quán rằng không có cái pháp nào là thật, không có pháp nào là thật, bởi vì vạn pháp như như huyễn, tất cả đều là duyên khởi, tất cả đều là giả, như mộng như huyễn như bào như ánh, quán tất cả đều là là huyễn giả, mà một khi nó đã huyễn giả thì ai là ai là người đang thọ lấy bệnh đây? Hãy quán chiếu như vậy, hãy đặt câu hỏi đó ở trong lòng của mình, tại sao như vậy? Tại vì do bốn đại hòa hợp mà giả danh gọi là thân Tức là đất nước gió lửa hòa hợp lại với một kiền đạt vượt hay là tâm thức nương gá trên, trên, trên đất nước gió lửa này Mà chúng ta gọi đó là là thân Bốn đại không có ai tạo ra, nó là yếu tố duyên sinh Không có thượng đế nào tạo ra đất, không có thượng đế nào là tạo ra nước, ra gió, ra, ra lửa không có ai là chủ nhân của gì của những cái yếu tố này và do vậy nó chỉ là giá duyên hợp lại cho nên thân này cũng là là vô ngã nó không có chú cho nên nó là là vô ngã và chân bệnh khởi đều do cái tâm bám chấp tự ngã này tức là vọng tưởng chúng ta bám chấp lên tự ngã này vì vậy không nên bám chấp tự ngã này nữa đây là gì đây là những cái cách tư duy quán chiếu của một vị bồ tát đang mang thân bệnh hoặc là đang lâm lúc bệnh tập đang 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 à, đang lâm bệnh vậy thì đây là cái phương pháp đây để làm gì thưa quý vị phương pháp này rõ ràng là là phương pháp chế ngự cái tâm phàm phu của chúng ta chúng ta có thể sử dụng ý nghĩa này vào ở trong đời sống của mình À, chúng tôi cũng rất là, là là may mắn khi được học những giáo nghĩa này từ lúc nhỏ thành ra có khi bình thì tự nhiên thấy mình à, dùng cái đoạn kinh này rất là hiệu quả bắt đầu mình quán chiếu những cái phiền não khổ đau những cái phiền buồn ở trong lòng của chúng ta rõ ràng cái việc này nó xưa như là, là quá địa cầu không có gì là mới hết nhưng tại sao tâm chúng ta lại thường hay sống với phiền não này Đau đớn là một cái trạng thái cơ thể chúng ta nó cần cái thời gian để quân bình lại bởi vì nó đã chịu đựng sự mất cân bằng. Cho nên nó tạo ra cái cảm giác bệnh này để chúng ta ngừng nghỉ sự sinh hoạt để để nó 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 lập lại sự cân bằng. Và do chúng ta bám chấp vào cái cảm giác thoải mái, cho nên giờ đây chúng ta không chịu nổi khi nó lập lại sự cân bằng. Rồi chúng ta sao nữa? Rồi chúng ta thấy rõ ràng bốn đại này nó nó không có chủ thể, không có ai tạo ra nó. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay chúng ta lại đối diện với nó, chúng ta lại mang lấy thân bệnh tật này? Rõ ràng cái đây là cái hạt giống chấp trước trong nhiều đời nhiều kiếp nương gá trên thân bốn đại mà giờ đây chúng ta đã biết bốn đại là huyễn là giả, bằng trí tuệ phân tích chúng ta thừa nhận điều này. Mặc dù chúng ta có thể chưa chứng đắc được nó nhưng chúng ta thừa nhận rằng đây là một lý luận hoàn toàn chính xác như chân lý cho nên ở đây rõ ràng là chúng ta thấy bốn đại nó vô chủ cho nên thân của chúng ta cũng cũng vốn là là vô ngã và chân thân khởi đều do bám chấp tự ngã cái thân khởi này đều do bám chấp tự ngã vì vậy cho nên không bám chấp tự ngã nữa không nên bám chấp tự ngã nữa đây là điều mà chúng ta tự an ủi mình và rõ ràng khi chúng ta đã khởi lên cái tâm niệm rằng là không bám chấp tự ngã nữa thì tự nhiên chúng ta thấy ánh sáng giải thoát ở trong lòng hiện ra và thái độ của chúng ta đối với thân của mình một cách nhẹ nhàng hơn chúng tôi nói xin lỗi có nhiều khi thân bệnh nằm im mà thấy mình hạnh phúc tại vì sao tại vì mình không cần phải làm gì nữa hết ngày xưa quét chùa khi mới vào chùa thì làm chú tiếu làm chú tiếu quét chùa thì cứ nghĩ rằng là vì bốn sư vì thầy sai báo cho nên mình phải làm thôi nếu như mà thầy không sai báo bốn sư không sai báo chắc là lẽ mình cũng không muốn làm à, mình tụng kinh vì thầy của mình à, mình quét chùa cũng vì thầy của mình mình làm mọi thứ là vì cái mệnh lệnh của thầy mình nhưng á, chưa bao giờ mình tự làm cho chính mình tâm của mình chưa có muốn thọ lãnh Phật pháp để rồi học Phật Pháp một thời gian Chúng ta thấu hiểu Pháp vị của Như Lai là chân lý giải thoát Là thuyền từ bát nhã đưa chúng ta đến bờ bên kia giác ngộ Trong cuộc đời trầm luân khổ đau Vô lượng kiếp vào thời đại mạt Pháp này Mà chúng ta có được thân người Lại được cơ duyên lấy nghe chánh Pháp Thì đây là một điều may mắn vô cùng Thế thì suy nghĩ đó bắt đầu khởi lên tâm chúng ta liền lãnh thọ Phật Pháp Và một khi lãnh thọ Phật Pháp Thì lại muốn làm cho Phật Pháp duy trì ở thế gian này và chánh pháp được diễn giải một cách rộng rãi cho nên cần bắn ngày đêm không mệt mỏi khi đem chánh pháp truyền trao đến cho mọi người thế là lúc bây giờ chẳng ai dạy mình nữa chẳng ai bảo mình nữa mình bây giờ giống như là một cái con trâu đã được thuần hóa rồi cái tâm con trâu đã được thuần hóa nó không còn trơ trứng nữa nó cứ đường ngay ngõ thẳng mà đi mà làm lợi ích cho cuộc đời này thì ở đây chúng ta thấy khi tâm chúng ta được tập được dễ như vậy tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng nhưng bây giờ đây nếu như mà mình mệt quá đau quá nằm im một chỗ thì lại có cơ hội để tự mình lãnh hội sâu xa bốn đại giống không ngủ âm vô ngã lãnh hội thì cái phiền não do do sự xung đột do sự bất hòa của bốn đại này thì chưa tự nhiên chúng ta thấy đó là một cơ hội và đôi khi chúng ta không cần phải làm gì nữa hết bây giờ ngày mai không biết rằng mình còn sống hay không cho nên giờ phút này là giờ phút mình tu tập còn tốt hơn là mình khỏe mạnh. Thành ra thưa quý vị, bản thân chúng tôi có khi cảm nhận được hạnh phúc ngay khi mình đang đau bệnh nặng nề nhất. À, Giới vậy thì ở đây, á, bằng cái giáo nghĩa của Di Cật Sở Thiết rõ ràng cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Điều này chúng ta cố gắng học hỏi, cố gắng lãnh hội, cố gắng tìm tài liệu ở trên tay, đặt đi được lại, chiêm nghiệm và khi mình lâm bệnh hãy nên nhớ chân lý này làm như vậy thì bắt đầu chúng ta tự chế ngự cái tâm phiền não, cái tâm do vọng chấp nó làm cho mình khổ đau. Rồi sau đó thì sao? thì bắt đầu Bồ Tát còn nói rằng là khi đã tỏ tường nguồn căn của bệnh thì Bồ Tát liền loại trừ tướng vừa ngã, tướng vừa chúng sinh và tướng vừa pháp sẽ hiển khởi. À như vậy thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là chỉ là do gì do vọng tướng điên đảo nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp vây hãm tâm trí mà chúng ta thấy đau đớn như vậy thôi nhưng khi chúng ta thấy rằng vọng tướng kia chỉ là như bể chuối mà cứ từng miếng từng miếng gộp lại thấy có hình hài như vậy nhưng thực ra nó không có chú tế, à, hoặc là như là là quán đính hoặc là như là xương trên đầu cành hoặc là gì hoặc là như là bông bấm à, trong 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 chiều mưa chẳng hạn như vậy nó còn đó mất đó nó tan biến rất nhanh bởi vì tự thể của nó là như hiển vậy thì ở đây khi chúng ta thấy được cái đặc tính như hiển của nó rồi thì tự nhiên á, là mình loại trừ cái ý nghĩ cái tướng này rằng là có ta và và có chúng sinh tại vì tất cả đều như hiển hết thì tự nhiên chúng ta loại trừ cái ý tưởng là có ta và có chúng sinh và tướng vừa cái gì vừa có những cái pháp sinh diệt diệt sinh như thế nào hiện ra à thì đây là những điều mà Bồ Tát nên suy nghĩ Như vậy cho nên à, Bồ Tát nên, 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 nên tiếp tục nghĩ như thế này Thân thì được hợp thành do bởi nhiều pháp Thân chúng ta Bây giờ chúng ta chiêm nghiệm Thân bệnh của mình Được hợp thành bởi nhiều pháp Đó là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa à, Và bao nhiêu thứ chất này chất kia chúng ta chiêm nghiệm chúng ta thấy rõ ràng là có vô số những cái chất tố chất ở trên vũ trụ này trên quả địa cầu này gom lại ở trong thân của chúng ta mà theo khoa học phương đông thì chúng ta thấy chẳng hạn như người ta nói rằng là trên thế giới có ngũ hành ta thì thì thân chúng ta cũng có ngũ tạng ở trên một một năm có 365 ngày thân của chúng ta có 365 đốt xương. Chúng ta thấy ngũ hành tương sinh tương khắc thì ở trong thân chúng ta tim can tỳ phế thận cũng là một yếu tố tương sinh tương khắc. Dựa vào yếu tố tương sinh tương sinh tương khắc của ngũ hành mà có thể suy đoán ra bệnh tật bằng cái cách là là bắt mạch của đông y. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy trên phương diện này á chúng ta thấy này các pháp á, nó là là duyên khởi duyên sinh duyên diệt à, nhưng ở đây chúng ta phân tích thấy rằng là nếu như có cái pháp khởi chỉ là gì là sự sinh khởi của pháp sự sinh khởi của pháp cho hoàn toàn ta không có sinh khởi và nếu như có diệt xảy ra thì chỉ là sự hủy diệt của pháp pháp sinh khởi pháp hủy diệt ở trong đó hoàn toàn vô ngã Và lại các pháp này không nhận biết lẫn nhau vì sao bởi vì pháp này nó khởi lên nó không nói ta khởi lên và pháp này nó diệt nó không bao giờ nói ta diệt bởi vì cái duyên thịnh cho nó thì nó khởi cái duyên mà nghịch cho nó thì nó diệt chẳng hạn như bây giờ gặp cái duyên nóng sốt thì thì cái cơ thể nó nóng sốt Còn gặp cái duyên lạnh thì sao thì cái 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 nóng sốt thì nó tan xuống nó như vậy nhưng nó hoàn toàn không nói rằng ta khởi ta diệt gì cả nó không có thông báo nó không có tuyên bố gì hết nó có khởi thì là pháp khởi mà có diệt thì cũng là là pháp diệt pháp khởi pháp diệt những cái pháp đó nó không có nó không có nhận biết lẫn nhau à, đây là một điều nó hết sức là kỳ diệu chúng ta phân tích chúng ta nắm bắt à, nguồn tội giác này rồi bây giờ chúng ta tiếp tục quan chiếu là à, lúc bây giờ để diệt trừ tướng và cái pháp này trước thì diệt trừ tướng vừa ngã giờ đây diệt trừ tướng vừa pháp. Bồ Tát đang bệnh nên nghĩ rằng tướng vừa pháp này cũng là một thứ điên đảo. À, ngay cả cái pháp sinh pháp diệt đó có một cái khái niệm vừa nó, có tướng vừa nó thì cũng là một sự điên đảo. Vì sao? Bởi vì cái tướng vừa pháp này cũng là một cái điên đảo và cái gì là điên đảo? Đó là là đại hoạn. Cái gì mà có điên đảo là cái là đại hoạn. Ta phải xa rời nó thế nào là là phải xa rời nó là bởi vì gì? xa rời ngã và ngã sở. xa rời ngã và ngã sở là gì tức là loại trừ tất cả những nhân tố tác thành ý niệm về tự ngã và nhân tố tác thành ý niệm về sở hữu của ngã xa rời ngã và ngã sở là như vậy là loại trừ tất cả những nhân tố đã tác thành ý niệm về ngã cũng như loại trừ tất cả những nhân tố tác thành ý niệm về sở hữu của ngã như vậy thì lúc bây giờ chúng ta xa rời để chúng ta không đi vào trong sự điên đảo như chúng tôi thường nói nhiều lần điên đảo tức là lộn ngược. Tại vì sao? Giảng pháp giống như hiếm mà chúng ta cho rằng là có, giảng pháp á, duyên khởi mà chúng ta cho rằng á, nó là thường còn. Thành ra tâm chúng ta vinh cá vào cái trạng thái đó, thế là ý nghĩ điên đảo sẽ hình thành. Vậy thì ở đây rời xa ngã và ngã sợ nghĩa là sao? Là rời xa hai pháp, hai pháp đó là gì? Đó là không không nghĩ đến pháp ở trong thân cũng không pháp ở ngoài thân mà hành nơi bình đẳng à như dạ vậy thì bây giờ không còn cái tâm ý nghĩ rằng có pháp ở trong thân có pháp ở ngoài thân nữa mà lúc bây giờ chúng ta có một cái hành động đó là hành động bình đẳng vậy dạ thì thưa quý vị ở đây hành động bình đẳng nghĩa là gì hành động bình đẳng nghĩa là gì tức là quán sự bình đẳng của các pháp không giao không động bởi vì giác pháp như hiển như hiển nó như là gì cái tự thế của nó như là hư không thưa vị hư không có bao giờ đến và đi hay không rõ ràng hư không nó không có gì không có gì thì làm gì có đến và đi chúng ta không có thể lấy một cái tô chén chúng ta múc một ít hư không chỗ đây chúng ta đổ ở chỗ kia và chỗ đây nó bị khuyết một cái một khoảng hư không chỗ đây thì hư không tràn lên hoàn toàn không có điều đó xảy ra tự thế của chúng ta vốn cũng như vậy chúng ta lấy cái hình ảnh của hư không để miêu tả rằng tự tánh như hiển vốn là là không mà nó đã là không thì sao thì uh, nó không trong không ngoài và nó là là bình đẳng hư không chỗ nào mà chẳng bình đẳng có nhiều đoạn kinh dẫn dắt chúng ta những ý nghĩ rằng là giảng pháp hiện tượng duyên khởi thì nó có sự khác biệt bởi vì duyên khởi khác thì nó ra hình hài khác nhưng mà tự tánh bên trong là tự tánh tịch diệt như huyễn cho nên nó là là tự tánh bình đẳng bình đẳng là bình đẳng trên cái yếu tố là tịch diệt đó trên yếu tố là, là vốn không đó bởi vì không thì cái nào mà chẳng không người cũng không vật cũng không tất cả đều không một khi chứng quả thành phật thì tình giữ vô tình đều trộn thành phật đạo là nghĩa này là không là đều trộn thành phật đạo vậy thì bình đẳng đó là gì là, là, đồng đánh ngã và đồng đánh niết bàn đó là cái hiện tượng ngã kia và hiện tượng Niết Bàn nó chưa bao giờ rời khỏi nhau. Cũng giống như là sống chưa từng rời biển. Chúng ta giọng tướng cho nên cứ đi tìm kiếm đại dương mà bản thân mình là con sống. Con sống có bao giờ rời khỏi đại dương đâu. Rõ ràng ở đây chúng ta đang sống ở trong tự thể Niết Bàn. Nhưng chúng ta không có chiêm nghiệm được Niết Bàn. Thành ra chúng ta cứ đỡ tâm mình đi theo giọng tướng. Mà giọng tướng thì có cái luân hồi thanh trầm sinh diệt. Cho nên mà tất cả những cái gì luân hồi, thanh trầm, sinh diệt Đó là pháp vô thường Mà pháp vô thường thì tự thân của nó có tính bức bách Tự thân của nó có tính bức bách Cho nên nó đem lấy, nó mang lại kết quả đau khổ Thành ra do vậy mà tâm chúng ta cứ thấy đau khổ hoài Chúng ta có cái này rồi, chúng ta lại muốn có cái kia Có khi chúng ta đầy đủ hết rồi Mà thấy trong lòng mình tự nhiên nó cũng khổ vậy đó Chúng ta... À, bỏ một chút một giây thôi chúng ta ngồi quán chiếu lại cho chúng ta nhận ra coi. Các vị nhận ra, điều này không có khó đâu. Ví dụ như ngay phút này chúng ta bỏ ra khoảng 30 giây thôi. Để chúng ta chiêm nghiệm lại bản thân mình nó là cái gì. 30 giây thôi, khép mắt lại, nhìn xuống chóp mũi, nhìn xuống miệng, nhìn xuống kèm mình xuống tâm và chúng ta nhìn xem tâm của mình lúc bây giờ nó là gì? Tất cả đều là là trống rỗng. Trống rỗng này không phải là là hư không là, là ngoan không đâu mà sự chấm chấm đó là là một sự tịch lệnh tuyệt đối đó vậy thì ở đây á chúng ta biết rằng ngã và niết bàn nó đều không ngài duy minh cật nói rằng tại sao cả hai đều gọi là không vì chỉ là là danh tự ở trên phương diện của phàm phu thì gọi là ngã ở trên phương diện chứng đắc thì gọi là là niết bàn niết bàn và và phàm phu biểu hiện hai mặt của một thực thể hay gọi là hai mặt của một bàn tay biểu hiện hai mặt của một bàn tay nhưng thực thể của nó chưa bao giờ rời khỏi bàn tay rời khỏi bàn tay tất nhiên cũng không còn một mặt bàn tay nữa ở đây nghĩa nói như vậy niết bàn và tự ngã nó có chung một thực thể tại sao cả hai đều là không bởi vì nó chỉ là giá danh giả danh thành ra chúng tôi thường nói phật từ chúng sinh mà có Chúng sinh cũng từ Phật mà có Phật Pháp bất ly thời gian Pháp à, Sự giác ngộ của Phật Không ngoài thời gian mà mà có được Thành ra trên phương diện này á, Chúng ta thấy tất cả chỉ là Là giả danh Một khi ra khối hai thái cực điên đạo Thì lúc bây giờ Chúng ta đi vào trong cái gì Trong cái tịch lệnh vô ngôn Nơi đó tất nhiên không còn giả danh nữa Thì cũng tất nhiên không còn Phật Và không còn chúng sinh Cho nên nó mới gọi là là không giá danh thì được gọi là không hai pháp này như vậy không có quyết định tính tức là nó không nó không có cái tính chất quyết định bất di bất dịch mà tất cả chỉ là gì tất cả chỉ là cái quy ước bằng ngôn ngữ mà thôi ví dụ như một cái hiện tượng sinh diệt như vậy như vậy như vậy thì chúng ta gọi là gì chúng ta gọi là là chúng sanh còn cái hiện tượng mà tính lệnh an vui bất sinh thì chúng ta gọi đó là là niết bàn như vậy thì đó chính là hai cái hiện tượng mà thôi mà hiện tượng thì cũng là là chỉ là hiện tượng hiện tượng cũng chỉ là gì chỉ là quy ước của ngôn ngữ đứng trên một mặt lý tính nó là như vậy cho nên đức phật từng nói rằng giáo pháp ta chứng đắc nó vượt khỏi ngôn ngữ và nói nên giờ đây làm sao mà có thể miêu tả trạng thái siêu việt này cho chúng sanh hiểu được đạt được cái tính bình đẳng này rồi thì không còn bệnh nào khác ngoại trừ còn có cái bệnh của không. Tức là gì? Tức là chúng ta đã vượt khỏi tất cả sự chấp trước của ngã và pháp. Thì bây giờ đây chúng ta chỉ còn một cái chấp đó là chấp không mà thôi. Và cái bệnh mà cái bệnh mà mà, mà chấp không này á, cái bệnh không cũng là là không. Cái bệnh không cũng là không. Bản chất của nó cũng là không. Nhưng mà đỡ thấu hiểu nó thì phải quán không mới thành tựu. Như vậy thì thưa liệu quý vị, từ đây chúng ta thấy rằng là khi một Bồ Tát lâm bệnh thì chúng ta thấy Ngài Duy Ma Cật dạy chúng ta là là nên suy nghĩ. Nên suy nghĩ rằng cái bệnh này rõ ràng nó từ phiền não giọng tướng điên đảo nhiều đời nhiều kiếp mà có. Thật ra bản chất của nó là là không. Mà bản chất là không thì bệnh này là gì? Ai mang bệnh đây? Và từ phương diện đó mà quán chiếu thêm thấy rằng bốn đại ngũ uẩn đều là là không bốn đại ngũ ứng đều là không cho nên rời khỏi cái thế giới chấp ngã tức là ngay khi bệnh này mà chúng ta cũng có thể đoạn trừ được chấp ngã tức là nhờ thân bệnh mà vị bồ tát có thể gì có thể chứng đắc thánh quả a la hán a à la hán tức là là trừ bỏ cái ngã chấp ha à. gọi là trừ bỏ chấp ngã một cách tuyệt đối thì Đức thánh quả à là ha. Chúng ta có ngã càng lớn thì khổ đau càng nhiều. Khả năng chúng ta dẹp trừ bớt cái ngã chấp càng nhiều thì chúng ta có hạnh phúc càng lớn, an lạc giải thoát càng lớn. Đây là một cái nguyên lý tự nhiên. Vậy thì ở đây á, đầu tiên là chúng ta chớ người cái tâm phàm phu, Để đạt được thánh quả. Thứ hai là gì? Chúng ta thành tựu những cái tư duy của các bậc thanh văn, thành tựu cái quá trình loại trừ cái chấp pháp của các bậc các bậc thanh văn do vậy mà mà lúc bây giờ ấy, là bồ tát quán chiếu rằng tất cả chỉ là khái niệm mà thôi chỉ là khái niệm mà thôi ngay cả bệnh ngay cả thân ngay cả pháp tất cả pháp khởi pháp diệt nó không báo cho chúng ta biết rằng nó khởi nó diệt pháp này không nhận biết pháp kia tất cả chỉ là, là cái nguyên lý duyên khởi mà thôi mà ở trong đó chúng ta không có mặt nó không phải là ta nó không phải là của ta ta không phải thuộc về nó do vậy cho nên á rời khối cái thế giới vận hành của nó và tâm chúng ta đi vào vào cánh không nhưng thưa vị cái không kia vốn nó cũng là không cho nên giờ đây chúng ta phải loại trừ tiếp cái khái niệm về không đó nữa thì lúc bây giờ chúng ta mới thành tựu được cái quá vị tối thượng và đến đây thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang đi đúng nghĩa của con đường bồ tát đạo bồ tát đạo Rời khối ngã chấp pháp chấp nhưng vẫn còn chấp không thành ra chúng tôi cũng nói rằng Đại Bồ Tát còn phải sám hối huống chi là phạm phu chúng ta sám hối là vì sao bởi vì sám hối cái chấp không này và chấp tới mức là rời khỏi cái cái chấp của thô mà đi vào vi tế gọi là tam tế lục thô đó thì trong cảnh giới vi tế của gì cũng biến dịch sinh tử Bồ Tát thì cảnh giới này rõ ràng là chúng ta chưa có tiếp xúc nổi mặc dù nó đang có trong tâm chúng ta đó nhưng mà tư tưởng chúng ta nó thô trượt quá thành ra chúng ta không có nhìn thấy sự vận hành của nó À, Bồ Tát lúc bây giờ đang mang thân bệnh thì à, bây giờ mới cảm niệm các cái cảm thọ bằng cái không được cảm nghiệm, à, cảm thọ cái cảm nghiệm bằng cái không được cảm nghiệm và khi chưa chưa viên bản Phật pháp thì không thú chứng sự diệt tận của thọ. Tại sao? Bởi vì một khi đã diệt tận cái thọ thì chúng ta rất dễ dàng rơi vào thế giới là gì? Là là nếu như lạc đường ấy, thì đi vào vô tướng định nhưng mà nếu như đi đúng đường diệt thọ thì là trừ hén thọ thì nó gọi là diệt thọ tướng định đây là cảnh giới của a la hán trở lại với con đường a la hán thì con đường con đường tịch diệt niết bàn vui trong cái tịch diệt niết bàn này mà quên mất việc độ sanh và do vậy trở thành một vị là a la hán tiêu nha bại chúng đây chính là điều mà đức phật vừa trách Thành ra chúng ta cố gắng gì? Chúng ta cố gắng thành tựu, chúng ta cố gắng thành tựu đạo hạnh giải thoát tối hậu đó là đó là quá gì vô thượng thừa hay gọi là Phật quá. Vậy thì thưa vị ở đây chúng ta thấy bắt đầu Bồ Tát không có diệt trừ cái thọ đó mà Bồ Tát bắt đầu quán chiêu tiếp biết thân là đối tượng của của khổ đau. Cho nên ngài nói rằng Bồ Tát biết rằng thân là đối tượng khổ đau, nên nghĩ nên nên không nghĩ à xin nói là nên nghĩ đến chúng sanh ở các cõi thấp kém hơn mà khởi lòng đại bi. Câu nói này cho chúng ta một sự quán chiếu, cho chúng ta một cái cái phương pháp quán chiếu. Chúng ta ở trong cảnh giới no đủ, chúng ta quán chiếu tới cái cảnh giới khổ đau của những chúng sanh khác. Họ đang tìm từng chén cơm, mảnh áo đang sống trong một đời sống nhọc nhằn. Rõ ràng chúng ta thấy mình có hạnh phúc, diễm phúc hơn họ. Ước gì mình có thể chia sẻ một phần, một chút phương tiện sinh tồn của mình. Cho nên thưa vị nhân đời chúng tôi rất tán thán cái công hạnh cũng như là cái ý nghĩ của nhiều phật tử gần đây. Thực sự ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là dịch Covid này á, thì ai cũng lo lắng và ai cũng có những cái khó khăn riêng. Cho nên chúng tôi không có dám nghĩ tới một chút xíu là là làm cái gì hơn để tốn kiếm tài chánh. Nhưng mà rồi có một số thì nhận được cái cái số tiền mà cô chính phủ trợ giúp cho hoàn cảnh khó khăn. Thành ra nhiều Phật tử lại nghĩ đến những cái hoàn cảnh những người khó hơn mình nữa. Do vậy mà đã trích lại một phần để rồi gom góp lại gia đình lớn bé đem về chùa và và nhờ chúng tôi à, thực hiện cái 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 ước nguyện này tức là trao cái cái cái, cái món quà nhỏ nhôi này đến tận tận tay của những gia đình khốn khó hơn thì thực sự mà nói thì cái món quà ở Mỹ mình nó rất là so với Việt Nam thì nó lớn nhưng mà so với Mỹ thì nó rất là nhỏ bé chẳng hạn như một món quà có bảy đồng thôi mà có bảy đồng thì rõ ràng là chúng ta ăn một tô phở sợ không có không có được thịnh soạn nữa nhưng ở Việt Nam thì người ta có thể rằng là ở miền quê thì người ta có thể sống được nửa tháng Tiết kiệm thì có thể sống được một tháng đó à, Tội lắm Thành ra thưa vị Mà như vậy chúng tôi đã, đã đã, đã, phát nguyện làm cái điều này Thì rõ ràng ở đây Hành động đó là hành động của Bồ Tát Hành động của Bồ Tát Hành động thấy rằng, nghĩ rằng có những chúng sanh kia Đau khổ hơn mình Thậm chí bây giờ mình đang mang thân bệnh đi nữa Nhưng mình được sự chữa trị đầy đủ của y khoa mình được y tế chăm sóc mình được cái hoàn cảnh đầy đủ hơn chúng à, tôi nói chuyện này cỡ các vị nghe vui hồi đó có lần ở tại tại Sài Gòn cũng có một lần bị đau nặng đau nặng thì đau là dữ lắm không có chịu nói thưa thật quý vị bản thân chúng tôi cũng lì lộn lắm thành ra đau thì đau nhưng mà không có muốn sống trong cảm giác đau cho nên cũng lì lộn đối diện với nó nhưng rồi biết rằng không có chịu nói đau quá, đeo tới mức mà không ngồi dậy được, à, giống như cái cơ lưng nó mất cái cái lực, à, không có thể ngồi dậy được, thành là lúc đó cần phải tới nhờ tới y khoa, nhờ tới bệnh viện giúp đỡ. Thì lúc bây giờ gọi một anh chàng taxi, xe, xe taxi à, đưa đi, thì anh chàng thì taxi lái xe sau đó quẹt với một anh taxi khác ở trên đường, thế là hai anh nháy xuống đường, à, à, xanh tay áo lên chửi bới quá chừng. Uh, quên mất cho chúng tôi đang nằm ở trên xe uh, chuẩn bị chết tới nơi thì uh, lúc bây giờ chúng tôi mới uh, uh, ráng uh, quét 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 uh, cái anh chàng đi theo uh, người phật tử đi theo trợ giúp. Nơi con ơi, con uh, con tính tiền cho taxi kia, con gọi taxi khác cho thầy đi chứ đợi người ta người ta cãi cọ xong rồi chắc có lẽ chớ thầy vợ ông luôn hả con ơi. Thì uh, thưa vị á, là uh, bây giờ đây uh, ở, ở tại Mỹ này mà nghĩ bệnh bấm số điện thoại tự nhiên chút xíu là thấy người ta đến người ta đưa đi rồi tự nhiên mà thấy hạnh phúc vô cùng hạnh phúc vô cùng và ở việt nam nó thực sự mà nói là nằm mơ cũng không có được cảnh đó Phải không, thưa vị? cho nên chúng ta thấy cái điều nhỏ nhỏ như vậy thôi á, thì chúng ta thấy rằng khi mình ở trong một cái hoàn cảnh mặc dù mình đang mang thân bệnh nhưng mình nghĩ tới những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì mình thấy mình có hạnh phúc hơn và do vậy mà cái lòng từ bi của mình được nuôi dưỡng Thành ra ngay khi bệnh mà chúng ta không có chán, chúng ta không có mất bản. chúng ta không có ích ký, tại vì cái ích ký á nó đòi hỏi ích ký á nó là mất lòng từ bi. Mà từ bi được nuôi dưỡng thì tự nhiên tâm chúng ta rộng rãi. Đó cũng là một cái cách mà giữ cho mình có đời sống lạc quan, đôi khi chính tâm hồn đó giúp cho mình nhanh khỏe mạnh. ở đây thì chúng ta thấy kinh văn còn nói rằng á là ta đã được điều trị, ta cũng sẽ Điều trị hết thể chúng sanh À đây là lời phát nguyện của Bồ Tát à, Khi ta được điều trị Ta được nhiều người giúp đỡ Ta được giúp cho một đời sống an lành Thì ta cũng nguyện rằng lá Điều trị tức là ta nguyện giúp đỡ Cho hết thể chúng sanh chứ không riêng gì gì ai ừ. Và chỉ trừ bệnh chứ không trừ pháp Tức là ý nói gì Câu này ý nói gì Tức là trừ cái bệnh thôi chứ không trừ pháp Tại vì nếu như trừ pháp Thì chúng ta nghĩ hẳn không bao giờ không bao giờ cứu độ người khác nữa. Cũng giống như là ông ông lấy đò đưa người qua sông, mà ông bỏ luôn chiếc thiền thì lấy gì đưa nữa? Cho nên đưa người qua sông cứ đưa người qua sông, đưa mãi thôi chứ không bỏ chiếc thiền. Ý nói rằng là cái pháp chữa bệnh thì không có trừ bỏ, chỉ trừ cái bệnh cho những chúng sanh đang bệnh. Và nếu như có trừ cái bệnh mình thì trừ, còn cái pháp mà mình trừ nó mình phải giữ, giữ đó chi để lấy làm phương tiện đi mãi trong luân hồi để độ tặng chúng sanh. Và Kinh Văn còn nói chí dẫn chỉ dẫn chúng các đức gốc rỡ bệnh gốc rỡ của bệnh là gì đó là sự vinh viếu Chí à, chỉ dẫn cho tất cả chúng sanh các đức cái gốc rỡ của bệnh mà gốc rỡ của bệnh là gì chính là sự vinh viếu vinh viếu là gì hả là cái này nó lấy cái kia làm nền tảng cho nó ví dụ như chúng ta muốn đứng được thì chúng ta phải có cái gì chúng ta phải có mặt đất Chúng ta vinh víu trên mặt đất Hoặc là cái này muốn sinh khởi Đều phải vinh víu vào một cái gì đó Còn nếu như nó không có sự Vinh víu nữa Tức là không có sự bám víu nữa Bám chấp nữa, lấy cái kia làm nền tảng nữa Thì chắc chắn nó không thể khởi lên được à, Ở trong tâm chúng ta cũng vậy đó Vì nhân như phiền não Thì nó lấy cái gì nữa nó vinh víu Làm nền tảng để nó khởi lên Khổ đau lấy cái gì làm nền tảng để khởi lên gì rõ ràng cái tâm vinh viếu này là cái gốc rễ của tất cả mọi loại bệnh tật. ở đây kinh văn nói rằng vinh viếu cái gì? đó là là ba cõi, ba cõi, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. chưa ra ngoài ba cõi sao có thể an vui? chúng ta chưa ra ngoài ba cõi thì mà sao chúng ta an vui được? rõ ràng cái an vui của chúng ta chỉ là là an vui tạm thời mà thôi và không có nên cho rằng là chúng ta ăn vui mãi khi chúng ta ở trong cõi luân hồi ở trong luân hồi thì chịu vô thường chi phối mà vô thường thì mang theo mang theo cái tính bức bách mà ở trong đặc tính bức bách đó là đặc tính khổ cho nên rõ ràng là là chúng ta bám vào ở trong ba cõi này cho nên chúng ta cứ đi lên đi xuống đầu thai luân hồi tạo ra sáu cảnh giới gọi là lục đạo vậy thì à, chúng ta chúng ta kết đức đó và sự kết đức cái vinh viếu nào là gì là bằng cái gì bằng vô sở đắc bằng vô sở đắc và nếu là vô sở đắc thì không có sự vinh viếu nữa vô sở đắc tức là không xem cái gì là ta có thể đắc được thú được cho nên ở đây gọi là là vô sở đắc và nếu như nó đã vô sở đất thì không có sự vinh viếu nữa. Vậy thì cái gì là vô sở đất đó là rời xa hai kiến. Rời xa hai kiến. Hai kiếng đó là gì? Đó là nội kiến và và ngoại kiến. Nội kiến, ngoại kiến đó là gì? Là vô sở đất. Tức là những cái chấp trước, những cái kiến chấp của tự ngã và kiến chấp của của ngoại thân. Hay là nội kiến là kiến chấp bên trong và kiến chấp ở ở bên ngoài. À, chúng ta còn mắc hai cái thế giới đó thì vẫn còn vinh víu và vẫn còn vinh víu thì vẫn còn đi lên xuống ở trong ba cõi mà ở trong ba cõi thì bày ra sáu cảnh giới đó là luân hồi lục đạo cho nên ngài bồ đề đạt ma phát tâm tu tập bằng hạnh vô sở cầu vô sở đắc cho nên ngài lập tức đi vào ở trong cảnh giới tịch diệt tuyệt đối Ngài Di Ma Cật lúc bây giờ nói rằng văn thù sư lợi Đó là cách Bồ Tát đang bệnh chớ ngự tâm của mình à, Câu hỏi của văn thù sư lợi nêu ra Và Ngài Di Ma Cật trả lời như vậy Bằng những phương pháp Đầu tiên là chớ ngự tâm hàm phu Thứ hai là chớ ngự cái tướng ngã và, và nhân Và thứ ba là diệt trừ cái không Mà cái không này à, là do sự sự vinh víu mà có Mà một khi đã bỏ sự vinh víu rồi Thì đi vào cảnh giới trung đạo tuyệt đối vì để kết đứt cái khổ già bệnh chết là bồ đề của Bồ Tát. Không làm được điều này thì sự tu trì của các ông không có sự xét biến của của tuệ. Cũng như thân kẻ địch mới gọi là dũng. Cũng vậy dứt trừ cùng lúc già bệnh chết ấy mới là, là Bồ Tát. Đây là một lời khích lệ. Đây là một sự ăn chứng. Đây là một sự khai thị tuyệt đối của cư sĩ Duy Ma Cập. Vì được dứt trừ cái khổ sanh già bệnh chết cho nên Bồ Tát mới phát tâm tu hành. Và không làm được điều này thì sao? Thì sự tu trì của chúng ta không phải là người có trí tuệ sắc bén. Một khi không có trí tuệ sắc bén thì chúng ta bị vô minh chê lấp, mà vô minh che lấp ở trong đó tất nhiên những hạt giống tham sân si hay là thế lực tham sân si sẽ ngự trị. Mà tham sân si ngự trị thì đó là đặc tính của của hành. Mà hành thì duyên thức Thế là thế giới 12 duyên khởi sinh ra Cũng vậy Thánh kẻ địch mới gọi là là Dũng Mô tả một cái trận chiến Giữa sanh tử và, và Niết Bàn Chúng ta cũng như là ra trên ra, ra trận đánh giặc vậy đó Một dũng tướng trên sa trường Là một một vị có thể giết được giặc phiền não Cũng vậy Dứt trừ cùng lúc già bệnh chết Ấy mới gọi là cái dũng của của Bồ Tát và thưa liệu quý vị, tiếp theo thì chúng ta thấy Ngài Di Ma Cật dạy tiếp như thế này. Bồ Tát đang bệnh lại nên nghĩ rằng ta bệnh ta không thật cũng không tự hữu. Cách này là một cách siêu việt cả nhị thừa, tức là vượt cả cả nhị thừa tức là hai mặt đối đãi. À, thân ven duyên giác đều vượt hẳn hai mặt. Ta bệnh ta không thật hữu, à, không thật cũng không tự hữu bệnh của hết thể chúng sinh cũng không thực và không tự hữu tức là bệnh nó chỉ là huyễn nó không có thật và không tự hữu tức là nó không có nó không có chỉ là giả danh chỉ là ảo giác chỉ là ảo tướng và thế giới này vốn đã như huyễn theo cách nhìn của bồ tát thì bệnh kia làm gì có thật cũng giống như là là hoa đốm giữa hư không vốn đã không đã, đã giả thì làm gì ở trên hư không đó cái hoa đó mà có thể kết thành trái điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra à. giờ thì rõ ràng ở đây cái bệnh nó không thực cũng không tự hữu bệnh của ta cũng vậy và của chúng sinh cũng vậy cũng không thực cũng không tự hữu như khi nhưng khi quán chiếu như vậy đối với các chúng sanh mà khởi đại bi ái kiến thì nên xá ngay à cái điều này là tại sao hả à? thế nào gọi là đại bi ái kiến à, điểm này là cái điểm mà chúng ta cần phải đấy cần phải đấy thế nào gọi là đại bi ai kiến thưa quý vị ở đây nói rằng là gì là thấy chúng sanh mà thương yêu rồi khởi tâm đại bi đây gọi là đại bi ai kiến chẳng hạn như là thấy chúng sanh thế này thấy chúng sanh thế kia thấy một người dở thương mình khởi tâm thương họ mình thương của họ đến bao nhiêu đi nữa thì cái tình thương đó vẫn nằm trong phương diện đại bi ai kiến tức là cái lòng thương lớn này do gì do cái kiến chấp ái nhiễm mà sinh ra mà một khi ái nhiễm đã có mặt ở trong tâm thì bắt đầu nó có cái bóng dáng của gì của sự chán nản mệt mỏi luôn luôn có mặt ví dụ như người ta khen mình người ta chơi mình chúng ta hiểu rằng người khi có người khen mình là chắc chắn có người chơi bài mình không thể nào chúng ta chỉ hy vọng có người khen mà không có người chơi một việc chúng ta làm có người khen tất nhiên sẽ có người chơi quan trọng ở chỗ là người khen mình mình đối diện với lời khen như thế nào người chơi mình mình đối diện với sự chơi bay như thế nào tâm mình lúc nhận lời khen lúc đối diện với lời chê nó như thế nào có sinh vọng tình hay không một khi đã sinh vọng tình thì đây gọi là tâm sinh mà tâm sinh thì tất nhiên cánh hiện tâm sinh là cánh hiện tâm đã sinh là cánh nó nó sẽ hiện mà một khi tâm sinh cánh hiện thì chắc chắn thế giới nhân ngã đối đãi sẽ hiện ra và chúng ta sẽ bị điên đảo trong đó thế là chúng ta sẽ sẽ đi làm sao để cho mọi người khen mình và chúng ta né tránh sự chưa bai mình mà chúng ta quên mất rằng chân lý chúng ta đang hướng đến là cái gì à cái điểm này là cái điểm tuyệt vời lắm thưa vị chúng ta chiêm nghiệm sâu xa để chúng ta cân nhắc và thấy trong tâm của mình hãy làm theo sự mất bảo của chân lý hãy làm theo tuệ giác mà mình đã quán chiếu tích lũy được à, bằng một cái bằng một sự đối chiếu cẩn thận và hãy làm theo và học khối và cẩn thận theo những cái dấu chỉ đó chứ chúng ta không có nên làm theo lời khiêng và tiếng tiếng chê ở đây chúng ta thấy trên phương diện bồ tát rời khối cái cái đại bi ai kiến như là là lời dạy của Duy ma Cập nếu như có khơi đại bi ai kiến là phải phải bỏ liền phải xả ly ngay lập tức vì sao vậy vì bồ tát đoạn trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi trong khi đại bi ái kiến là yếu tố sinh ra phiền não. Cho nên vì mục đích đoạn trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi. Khách trần phiền não là gì thưa quý vị? Chữ này hay lắm. Chẳng hạn như chúng ta là người chủ nhà. Có người khách anh chàng này á, anh cái mặt anh đó đó. Anh này anh vô á bắt đầu anh nói sao cái mặt mình không đỏ như anh. Thế là anh nói này nó kia lát sau cái mặt mình cũng phừng phừng lên cũng đỏ như anh. Anh mặt đó là anh mặt xong đi rồi cái 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 mặt cái mặt tái mét cái mặt tham chẳng hạn vậy cái mặt tham nó nó vào nó nói sao cái mặt mình không trắng như nó thế là nó suối làm sao cho mặt mình cũng tham như nó rồi rồi cái mặt đen thui cái mặt si chẳng hạn vậy thì thế là những cái khách khách trần nó không phải là ta nó đến ở trong tâm chúng ta như những áng mây rồi nó tan đi rồi nó đến rồi nó đi chúng ta thì không thể nào đến đi được tại chúng ta là người chủ mà An may kia đến và đi đó là định luật của vô thường Của tự nhiên mà thôi Nó như là cái, cái khách đến và đi Và do cái gì Do vọng trần mang lại cho người khách trần Làm cho tâm chúng ta thường sinh khổ đau Cho nên dùng một chữ khác gọi là Khách trần phiền não Khách trần phiền não Thế là Thế là thú vị ở đây á Bồ Tát muốn đoạn trừ khách trần phiền não đó Cho nên mới khởi tâm đại bi. Bi do ái kiến tức là có tâm có tâm mệt mỏi chán chường sinh tử. À, cái tâm mà mà cái bi do ái kiến này là nó sẽ đi theo cái gì? Là mệt mỏi chán chường sinh tử. Và khi xả ly được điều đó thì mới không mệt mỏi chán chường sinh tử. Để dù có tái sinh ở đâu cũng không còn bị bị ái kiến chê lập. Đây là cái lý do mà tại sao khi chúng ta khởi ái kiến đại bi chúng ta phải lập tức bỏ. Chứ đừng cho rằng là chúng ta có tình thương bao la rộng lớn Mà cho rằng đó là điều hợp lý Bao la rộng lớn với điều kiện là Là cái tâm gì không nằm trong phương diện của ai kiến đại bi Hay gọi là là tình thương bình đẳng à, Không phân biệt oán thân Đó mới chính là là cái, cái, cái đại bi của Bồ Tát còn hỡi có ai kiến bên trong đó thì giàu ra trong sanh tử chắc chắn bị cái gì bị cái kiến chấp À, do cái ai kiến đó nó chê lấp Mà nó chê lấp Thì bắt đầu chúng ta mất tâm trí của Bồ Tát Và khi tái sinh ở đâu Đều không bị trói buộc Để có thể nghi pháp Và cưới trối cho hết thầy chúng sinh Đây là một cái điều rất là, là hay à, Chúng tôi gần đây Mỗi tuần có giảng tỳ ni nhật dụng à, Hướng dẫn luật xuất gia Cho một số vị à, Luật xuất gia cho một số À, cho cho các vị uh, xuất gia ở trong tại tại Bồ Đề Phật Quốc. À, chúng tôi thường uh, chiêm nghiệm sâu xa, tùy ni nhật dụng. Vì sao? Bởi vì để trả lời câu cái cái giáo nghĩa này, để giảng về giáo nghĩa này, bằng câu hỏi của một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát hỏi rằng á là Bạch Đức Thế Tôn làm sao một vị Bồ Tát phát một một chúng sanh phát tâm Bồ Tát đạo? À, bồ tát chứ là phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo giàu ra trong vô lượng kiếp luân hồi mà không quên mất bồ đề tâm bằng cách nào để làm được điều đó thì đức phật nói à muốn được như vậy thì hãy như thế này hãy như thế này đó là nội dung của của tỷ ni nhập dụng à rồi chúng ta đọc đến những câu chẳng hạn như là mặc cái chiếc áo này gọi là thiện tai giải thoát phục vô thượng phước điền y chẳng hạn như vậy à, lần thay áo giải thoát áo vô thượng phước điền áo vô thượng phước điền lần thay áo giải thoát đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng oh, đây là một câu tán thán đây là một câu khen người bình thường thôi nhưng chúng ta không có hiểu được chẳng hạn như chúng ta liên tưởng tới trường hợp của bà hy gia là một vị tôn giả đi tìm đức phật nhanh nhất bởi vì à, 120 chục mai à, 120 dặm mà ngài đi tìm Đức Phật á, trong vòng có 36 tiếng đồng hồ thì chúng ta nghĩ xem trong vòng 36 tiếng đồng hồ đi tìm Đức Phật như vậy thì cũng giống như một người chạy rồi chạy như bay rồi 36 tiếng đồng hồ và gặp Phật Đức Phật không có Đức Phật đang đi khất thực Lấy Phật xin Phật đủ điều đó Phật giáng nhưng Phật không có Phật không có giáng và đến, đến lễ lần thứ ba Phật chỉ giảng có một câu thôi Trong ý nghĩa này sâu xa lắm Rất sâu xa Chúng ta không phải là Phật Cho nên có khó mà chúng ta hiểu hết được Nhưng chúng ta thấy một điều sau đó thì sao Đức Phật nói Hãy mau mau Hãy mau mau đi tìm kiếm bà y Để làm lễ thế phát xuất gia Nhưng trên đường đi tìm kiếm Ba y Thì vị này bị một con bò Hút vào Chết ngay tại chỗ nhân duyên này trùng trùng chúng ta không có kiến giải câu chuyện đó ở đây nhưng chúng ta chỉ biết rằng một vị phàm phu mang thân thế tục khi vừa đích qua a la hán mà không được áo giải thoát vô thượng phước điền che chở lập tức bị mất mạng chúng ta thấy khủng khiếp chưa tức là cái hình ảnh là cái áo giải thoát cho nên khi chúng ta thọ trì từ ni tới chỗ đó chúng ta nói, chúng ta không có hiểu hết cho nên chúng ta nghĩ rằng ồ oh, đây là cái áo mà chắc lẽ phật và tố khen ngợi thôi Chứ chúng ta không hiểu được cái cách chơi dụng này của Đức Phật. Cho nên tại sao mà phải có gì? Phải có giới đàn truyền trao cho không thể nào tự ý mê mặc được. Nếu như mà tự ý mê mặc nó chỉ là cái mánh vải thường tình mà không khéo là gì? Là lạm dụng cái hình ảnh của sa môn khiến mình mang tội thêm thì có. Cho nên áo vô thượng phước điểm học đến đó tìm đến đó hiểu đến đó thì bây giờ chúng ta mới hiểu từng từng câu từng chữ Đức Phật nói á diệu dụng thâm ý bên trong đó thật là bất khả tư nghị như vậy thì thưa quý vị ở trong tinh thần mà Đức Phật dạy ở uh, từ nữ nhật dụng là như vậy thì ở đây với mức cật sơ thiết chúng ta chỉ tóm tắt lại có một chỗ thôi một cái một cái điểm thôi tức là không có được khởi tâm ai kiến đại bi một khi mà dính tâm ai kiến đại bi là đi vào trong sanh tử mình sẽ quên mất tâm bồ đề mà không ở trong ái kiến đại bi thì ở trong quốc độ nào chúng ta vẫn là người gì là người không bị trói buộc, không bị trói buộc bởi phiền não, không bị trói buộc bởi tất cả những cái pháp thế gian mà ngược lại mình lại có khả năng là cởi trói tất cả phiền não để cứu độ hết thể chúng sanh. Như Đức Phật đã nói, không thể có việc tự mình bị trói mà có thể cởi cởi trói cho người, nghĩa là tự mình bị ái kiến đại bi quấn chặt lại thì làm sao mình có thể cởi trói cho người được? chỉ tự mình không bị trối khi ấy mới có thể cởi trối cho người được cho nên bồ tát chớ tự trối buộc mình và thưa vị nếu như muốn muốn thoát khỏi cái 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 sai lầm là tự trối buộc mình như thế nào thì chúng ta nhất định là phải có gì phải có huệ phương tiện huệ phương tiện là gì tức là tất cả phương là gì là, là phương tiện thanh tựu từ trí tuệ mà trí tuệ thành tựu phương tiện phương tiện thanh tựu trí tuệ giải thoát và các cái mặt của nó như thế nào thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ học vào một bài sau rất cảm ơn các vị đã theo dõi chương trình này chúng tôi không biết rằng thấy có nó trên đài nó hơi chập chờ một chút không biết các vị có nghe và theo dõi được đài đủ hay không nếu không đủ thì các vị cố gắng À, theo dõi cái lịch phát sóng của Bộ đạo Phật Quốc TV thì các vị có thể nghe lại. Giờ đây chúng ta còn có à, 3 phút cho buổi học hôm nay. Quý vị nào à, có muốn hỏi gì, à, xin mời các vị à, nhìn trên màn hình TV thấy có hai số điện thoại, các vị có cần hỏi gì thì nhanh tay gọi vào, à, chúng tôi sẽ trả lời cho các vị nghe. À, di Đạo Phật, à, rất cảm ơn các vị đã luôn học hỏi cái nội dung này để chúng ta lấy đó làm trí tuệ trên phương bước đường à, tìm cầu cái um, qua vị giác ngộ của mình nam mô bốn sư ca mâu ni phật à, thưa lục quý vị à, nhân đây à, cho thầy thông báo các học viên của lớp trung đánh đó là nội dung nội dung tinh hoa triết học Phật giáo chương trình cao đẳng Phật học à, thường tọa nguyên tâm đã kết thúc cho nên uh, sau này uh, các ngày thứ tư và thứ bảy uh, các cái giờ học trực tiếp đó thì các vị sẽ học hai nội dung mà chỉ học gì chỉ học cái chương trình của lớp uh, của lớp uh, trung đẳng mà thôi. Đó uh, là đó là chúng ta học hai tiết về về lịch sử. Đó là gì? Đó là Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Triều Tiên. Thứ tư buổi tối vào buổi chiều thứ bảy thượng tọa yên tâm sẽ hướng dẫn cho các vị hai cái nội dung đó à, còn cái chương trình cao đánh thì à, tạm thời à, chúng ta ngừng lại bởi vì nó cũng đã vừa hết năm học à, năm thứ nhất của chương trình cao đánh và thượng tọa yên tâm có lẽ rằng là sắp tới sẽ ra cái đợt thi cho các vị các vị làm bài ở tại nhà và trả bài đến viện để chúng tôi à, trình lại cho thượng tọa Nguyên tâm chấm bài cho cho điểm các vị anh như đạo phật một lần nữa, xin cầu nguyện mười phương tam bảo lực gia hộ cho tất cả đại chúng ở trong một mùa Phật đản được đầy phước hội trang nghiêm, luôn sống trong ánh từ quan của Phật. Và sau này chúng ta dùng tất cả các phân bản thì hôm nay chúng ta có thể dùng là Phật lịch 2564 Nam mô bốn sư tất ca môn Ni Phật trân trọng kính tạm biệt quý vị.